Mọi người lưu ý nha, đó là khi mà mọi người đặt hàng của bên Huy xong rồi ấy, mà mọi người vào gọi vào số điện thoại của Huy ấy, thì đến cái lúc mà mọi người gọi cái mà Huy đang cầm máy điện thoại mà Huy nghe được ấy, thì nghe liền luôn. Còn nếu như mà Huy không nghe được ấy, thì Huy thấy cuộc gọi nhỡ Huy sẽ gọi lại sau. Hoặc là nếu như mà mọi người gọi không được á, mọi người cứ nhắn tin ở trên Facebook hoặc Zalo, xong đó là Huy xem tin nhắn, Huy trả lời sau. Bởi vì mọi người biết không, đôi lúc là có những lúc mà Huy đang đi thể dục á, Huy không cầm máy, hoặc là đang nghe điện thoại khác á, thì sẽ không kịp bắt máy, hoặc là đang ví dụ như đang đi họp hay là đi đâu đấy á, thì chắc chắn là không không nghe được liền. Ấy, bởi vì một ngày có 24 giờ mà đâu có phải là cầm cái máy suốt ngày đâu. Thành ra là nếu như mà mọi người mà đặt sản phẩm rồi, ấy, đặt sản phẩm này hay là những cái sản phẩm khác của bên công ty Huy ấy, đặt rồi mà gọi điện mà chưa nghe máy kịp thì mọi người yên tâm nha, không phải là Huy sẽ không bắt máy. Đó là Huy không bao giờ làm cái việc đấy. Huy sẽ luôn luôn bắt máy mọi người, mọi người nhắn tin thì Huy luôn là trả lời. Nhưng mà tùy lúc, ví dụ như đang bận, đang họp, đang thể dục thì không cầm máy thì chưa trả lời kịp. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Có thể là ví dụ như trước đây mọi người mua hàng ở đâu, gặp cái trường hợp là gọi bên chỗ người ta bán hàng người ta không nghe máy. Nhưng cái trường hợp đấy bên Huy không có, cho nên mọi người yên tâm nha. Nhớ là lúc mà cần gấp thì mọi người cứ nhắn tin, thì Huy thấy cái là Huy trả lời liền luôn, hoặc là Huy thấy cái Huy gọi lại liền luôn, hoặc là thấy cuộc gọi nhỡ thì Huy sẽ gọi lại, cho nên yên tâm nha mọi người. Đấy, đây là cái bộ đôi mà về đau đầu mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hoa mắt chóng mặt u tai. Nếu như mà chúng ta bị hết tất cả vấn đề đấy thì chúng ta cần phải dùng, hoặc là chúng ta bị trong một trong những vấn đề đấy thì chúng ta nên dùng nha. Còn nếu như mà chúng ta không bị những cái vấn đề đấy mà chúng ta muốn cải thiện về sức khỏe, chúng ta muốn phòng ngừa những cái vấn đề đấy ấy, hoặc là chúng ta muốn tốt cho não, tốt cho tim, tốt cho da, tốt cho mắt, tốt cho xương, và ví dụ như cái này thì nó cải thiện trí nhớ tốt cho não, cái này cũng tốt cho não này, nhưng cái này cải thiện trí nhớ, giúp trí nhớ minh mẫn. Rồi chúng ta muốn là tốt cho tim đấy, tim thì chúng ta dùng cái này, mắt, tim, mắt, xương với lại não thì chúng ta dùng cái này, và cái này là cân, giúp cho cân bằng huyết áp, rồi nó giúp cho chúng ta hỗ trợ tình trạng mà mỡ máu, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đấy mọi người. Đấy, và chúng ta muốn dùng sản phẩm này thì chúng ta đã có rồi, chúng ta đã có sản phẩm này rồi thì chúng ta nhớ uống đều cho khỏe nha. Còn nếu chúng ta chưa có thì để lại số điện thoại với địa chỉ thì Huy gửi cho mọi người nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.